Với bài tập đầu tiên này, chưa yêu cầu các bạn dùng tay trái mà tay trái các bạn sử dụng để giữ cân đàn khỏi rung là được. Đây, các bạn ý. Trước tiên, cái yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến cái sự linh hoạt, thoải mái khi đánh đàn bằng pick, đó là cách cầm pick và cách đặt tay pick. Mình nhấn mạnh lại, đó là cầm pick bằng đốt đầu hai ngón tay. Tại sao phải cầm pick bằng đốt đầu hai ngón tay? Là đó là để cho cái hướng pick này, mặt phẳng pick nó linh hoạt khi mình sử dụng với đàn điện, thì nó sẽ giúp các bạn xử lý cái âm thanh, cái sắc thái nó khác nhau dễ dàng hơn. Với tay phải, nhớ đặt vào tì trên cái báng đàn. Các bạn nhìn thấy rõ cái vị trí ở trên đàn mình, thì nó sẽ có cái phần vát để cái người đánh đàn người ta dễ tì hơn, dễ trượt tay hơn. Sử dụng cái ma sát của phần da của mình để tì vào đây. Không nên ôm đàn như thế này, không nên ôm đàn bằng tay, vì tay của mình để quá thấp. Cũng không nên để cao quá thì pick mình không vơi tới. Các bạn nhớ lại phần trước mình đã nói tới cái chỉ tay ở trên tay phải là bao giờ cũng dưới cái dây mình đánh, tầm 1-2 giây trong khoảng đấy. Lúc đó các bạn sẽ hình thành cái khung tay rõ ràng và cụ thể. Đây, các bạn để ý, cái chỉ tay bao giờ cũng dưới dây mình, dưới dây mình đánh. Khi tôi đánh vào dây mì, chỉ tay của tôi sẽ nằm ở dây lào, dây rê hoặc là giữa, khoảng giữa đấy, tùy vào tay mọi người. Cái phần tay này mình không ốp vào khuỷu, mà mình sử dụng cái ma sát buộc cánh tay để mình tì giữ đánh trên một dây. Đây là đánh với dây buông. Các bạn để ý, khi đánh với dây buông thì cái tay phải của mình sẽ không được đặt lên dây. Và thường ví dụ những người mới tập thì tôi hay nhắc nhở là nên đặt cái ngón út hoặc là những ngón còn lại thì uốn lên như thế này và đặt ngón út. Khi có ngón út ở đây, chúng ta sẽ được cố định cái tay của mình. Bởi vì những người mới tập thì cái cảm giác đánh trúng dây nó chưa có, cho nên các bạn phải đặt như thế. Khi tôi đánh thì sau này thì khi các bạn quen rồi ấy, thì có khi là mình cũng không cần đặt những cái điểm tì như thế này. Ví dụ mình quen rồi. Đấy, còn những người mới thì nên đặt cái điểm tì ngón út ở dưới đây để mình đánh. Với cái phần bài tập đánh trên một dây và các dây này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn đánh theo cái trường độ của nốt đen. Đây là cái trường độ cơ bản nhất. Thì nốt đen nó như thế nào, tôi sẽ giới thiệu ở phần sau, kỹ càng ở phần sau. Nhưng phần này các bạn chỉ coi cái nốt đen là một đập chân. Tức là sao? Tức là khi tôi đánh một nốt nhạc đồng thời với một đập chân, và đến nốt nhạc tiếp theo là một đập chân khác. Pick đánh như thế nào là đúng thì các bạn phải để ý. Nếu pick đầu là xuống thì pick thứ hai các bạn phải đánh lên, hay còn gọi là alternate picking. Để tôi đánh mẫu cho các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Mỗi một cái tiếng pick vang lên là ứng với một đập chân, hay còn nó là một nốt đen. Pick đánh lên xuống liên tục còn gọi là alternate picking. Đấy, các bạn để ý, để ý rất kỹ cái khung tay của mình, cái chiều cao của cổ tay và cách cầm pick trên một dây là như thế. Bây giờ tôi sẽ đánh giữa các dây. Khi di chuyển giữa các dây, các bạn để ý cái chỉ tay của mình nó cũng phải di chuyển theo, làm sao cho cái chỉ tay của mình nó dưới dây mình đánh. Nhắc lại tại sao phải như thế, là để cái sự tương quan giữa pick và dây giống nhau giữa các dây. Khi mình đánh từ dây mì, đánh dây là, dây rê, thì cái vị trí tương quan giữa pick và dây nó giống nhau. Điều này sẽ giúp cho các bạn ổn định cái âm thanh cũng như là cái vị trí của pick, cách cầm pick và cái khung tay của mình khi đánh đàn. Tôi sẽ đánh mẫu. Nhớ là các bạn phải đập chân nhé. Thank you.
cái bài tập này, những người mới bắt đầu rất dễ bị đánh sai dây, sai vị trí các dây. Nên là các bạn phải tập rất kỹ, đập chân để cái trường độ ngân của nốt nhạc đều đặn nhau. Khi nào mà các bạn đánh không bị nhầm dây nữa, trường độ của các nốt đều nhau, pick lên xuống liên tục, đó là các bạn đã đạt yêu cầu của cái bài tập này rồi. Các bạn cần chú ý một điều, đó là mình phải sử dụng cổ tay khi mình đánh pick. Một số người mới dùng cả cánh tay đánh pick, ví dụ như này là sai. Các bạn để ý cánh tay khi mình di chuyển hay là sai nhé. Mà mình phải sử dụng cổ tay, lắc cổ tay khi đánh pick. Rõ ràng hơn, mình sẽ đánh chậm lại và biên độ tay rộng ra cho các bạn nhìn. Và cái phần để pick trên dây, mình nên cầm pick vuông góc với dây hay là song song với dây. Đây là song song này, mình coi như thế này là song song với dây này. Tức là vuông góc với mặt phẳng của đàn, cái mặt phẳng pick sẽ vuông góc mặt phẳng đàn. Không khuyến khích các bạn đặt tay như thế. Tại sao? Bởi vì là khi mình đặt thẳng như thế này, cái lực cản giữa pick và dây sẽ rất lớn. Là khi mình nói với học sinh thì các em nên đặt pick chéo ra một tí. Tại sao? Bởi vì khi mình đặt chéo ra này, pick nó lướt sẽ rất dễ dàng. Khi đặt thế này, cái lực cản rất lớn. Nhất là tại khi mà đánh những dây buông và đánh vào các dây bass này, nó tạo ra một âm thanh lùng bùng, nó rất là khó chịu. Nên mình đặt như thế này, chéo ra một tí này, các bạn để ý cái mặt phẳng pick. Không nên đặt như thế này, mình phải chéo ra một tí. Bằng việc gấp ngón cái một chút, các bạn sẽ thấy mặt phẳng pick của mình sẽ chéo ra một tí, khoảng tầm góc khoảng 30 độ. Chứ đừng để tận 45 độ hay là đặt vuông góc hay là không được nhé. Tiếp theo trong cái phần bài tập này, đó là đánh nốt móc đơn. Trường độ của nốt móc đơn thì bằng một nửa nốt đen. Bằng một nửa có nghĩa là nhanh hơn. Một nốt đen khi tôi diễn tấu ở trên đàn, đó nó sẽ bằng một đập chân. Vậy khi đánh nốt móc đơn thì sao? Nốt móc đơn bằng khi mình đập một đập chân thì mình sẽ đánh hai nốt. Đây, ví dụ như thế này. Các bạn thấy chưa? Sau khi xem mình đánh thì các bạn sẽ nhận ra là cái trường độ của nốt đen là gấp đôi nốt móc đơn. Một đập chân bằng một nốt đen, một đập chân bằng hai nốt móc đơn. Bây giờ mình sẽ đánh giữa các dây. Các bạn nhớ một điều, đó là mình phải đánh pick lên xuống liên tục nhé. Đây, mình sẽ đánh xuống các dây dưới. Các bạn trước khi đánh giữa các dây thì cũng nên tập quen cái trường độ nốt móc đơn trên một dây đã. Mình cứ một đập chân đánh hai nốt trên một dây đã. Khi nào quen, đều đặn, pick lên xuống liên tục, thì chúng ta mới làm với các dây khác.